Chào cả nhà mình. Thì theo cái hành trình mình hôm nay mình lại quay để tìm đến nơi mà em Khánh Hưng sinh sống để tìm hiểu về hoàn cảnh thực hư của em như thế nào. Ở cái clip trước thì mình đã nói rất nhiều, và trên cái quá trình mà tìm em Khánh Hưng thì mình gặp được một cái chú trong câu lạc bộ đờn ca tài tử, gặp một cái chú năm nay cũng đã lớn tuổi rồi và chơi đàn rất lâu, chú lại khiếm thị. Dạ con chào chú. Dạ chú cho con và mọi người cho cả nhà biết là chú tên gì ha chú ha. Tôi thì coi như tên trong giấy của tôi đi làm là Minh Khoa, nhưng mà tên thường gọi là Lượm. Chú năm nay chú bao nhiêu tuổi chú? Năm Lượm á. Chú năm Lượm. Năm nay 58 tuổi. 58 tuổi. Dạ. Dạ con thấy chú chơi đàn thì chú chơi đàn lâu chưa? Coi như là hồi ngày xưa cái lúc ông già còn thì ông cho học năm 78. Dạ. Rồi bắt đầu khởi sinh ra đi làm, tập sự làm đó là năm 86. Là năm 78 là chú đàn. Dạ. Là lúc đó là chú bao nhiêu tuổi? Cái năm đó mình quên cái lứa tuổi rồi. Tại cái năm mà năm nước nổi đó. Dạ. Ông già ông thấy mình năm đó giờ, nước lớn. Năm đó nước lớn đó. Thì ông già ông thấy mình đó là ngoài ra không có cái nghề này thì đâu có làm nghề gì sống được. Ông mới cho đi học. Đó. Nhưng mà chú có ham đàn không? Thì ham chứ. Lúc cũng ham. Lúc đó là ba của chú là đã đàn sẵn rồi. Không có, ba tôi không có biết đàn. Không biết đàn. Không biết, nhưng mà tại vì ông chọn cái nghề này cho tôi. Là lý do là ba của chú thích người không đàn hay sao? Thì nào mình nói ngay ông cũng thích. Nhưng mà cái lúc đó ông nhận xét cũng thấy không nói bây giờ. Mình bây giờ không, ngoài ra cái nghề này mình đâu có làm cái nghề nào được. Nên thành nữ là chú và cho con hỏi tới gì chú. Tí xíu hay chú bị khiếm thị lâu chưa? Thì coi như năm hồi mà cái lúc sinh ra đó thì thấy. Nhưng mà thời gian đau ban đó. Dạ. Đó thì 5 tuổi là mới bị bệnh. Hiện bây giờ cái hoàn cảnh của chú là chú ở nhà chú làm gì? Ở nhà thì cứ đàn đám cưới, đám hỏi. Dạ. Tôi đầy tháng rồi vậy đó. Thôi nôi đầy tháng không là đầy có tháng. Có chỗ nào mà có đàn ca thì mời chú thì chú lại. Dạ. Rồi chú đàn năm 78 đến nay là cũng khoảng 40 năm rồi. Cũng khoảng hơn 40 năm. Không có. Coi như là năm 78 là mình vừa đi học. Dạ. Theo năm 86 mình bắt đầu mình mới lại đi tập sự. Đó. Là có nghĩa là 10 năm, khoảng 10 năm. Dạ dạ. 10 năm thì chú mới bắt đầu đi tập. Dạ. Chú có gia đình không chú? Dạ thưa có. Dạ dạ, chú có mấy người con? Tôi giờ có một đứa à. Dạ. Dạ chú thì làm là cái cô gì? Cô giáo kim em ở dưới trường mà khiếm thị Long Xuyên á. Con chú là cô giáo. Quỳnh Thị Kim Em dạy trường khiếm thị luôn. Con chú là có khiếm thị không hay là bình thường? Đâu nó khiếm thị luôn. Con chú khiếm thị luôn. Mà nó đỡ rồi chú. Nó dạ. Còn thấy cũng 60%. Còn vợ của chú đang làm gì? Bà xã của chú bây giờ thì cũng như công việc nội trợ. Dạ. Rồi lâu lâu ví dụ có xô thì nó chở cho chú đi làm. Vậy thôi. Một cái xô vậy thì chú lâu không mới nhận được một cái xô như vậy? Thì vậy nè, thì cũng như là làm nghề này thì nó có tháng cũng được 3-4 xô. Dạ. Có tháng 5-6 xô, mà có tháng cũng không có xô nào. 2 xô không có, cũng có. Mỗi một xô vậy chú nhận bao nhiêu tiền chú? Xa thì thí dụ từ đây qua chợ mới á. Dạ. Thì anh em cho thêm 100 là 500. Dạ. Còn thí dụ vòng vòng cái trung tâm huyện này á. Dạ. Thì là giá 400. Nhưng mà vậy là khoảng bao nhiêu tiếng chú? Một xô á. Thì mình không có nói tiếng được, tại vì mình làm trong cái đám cưới mình làm 2 buổi đó. Dạ. Và buổi tối và buổi sáng đó. Dạ. Thì nó có 2 buổi vậy thôi. Chú đi làm gì có thấy vui không? Thì nó vừa vui nhưng mà nó vừa cũng như đời sống, nó nuôi đời sống cho mình hàng ngày. Nó cũng mệt ha chú ha. Dạ nó cũng mệt chứ. Dạ. Thì hôm nay con tình cờ con được biết chú qua chỗ cái Khánh Hưng. Dạ. Thì con nghe nói chú nhưng mà con mới tìm hiểu chú ở đây. Thì hôm nay chú có nếu như mà mọi người mà muốn muốn gọi xô chú đi xô thì sẽ liên hệ qua số điện thoại nào chú? Đây của chú cũng có số điện thoại. Dạ chú đọc số điện thoại cho cả nhà nghe nè. Chỗ này nè. Dạ đây là cái đây là cái số điện thoại của chú Lượm nè cả nhà.
là 0369 050 330. Và bây giờ thì để biết được cái tài của chú Lượm thì mời cả nhà nghe chú Lượm đờn một cái chú Lượm tâm đắc với bài nào nhất. Thì coi như mình nói trong nghề mà dạ. Thì coi như là thầy tổ cũng đã đặt một cái nghề rồi thì bài nào nó cũng gọi là hay hết. Dạ. Không gọi là tâm đắc, nhưng bây giờ mình đợi ở đây thì chỉ đợi là một lúc năm ai dạ. Hay hoặc giả là một lúc năm xuân. Dạ. Một câu vọng cổ thôi. Bây giờ chú đang tặng cho con một lớp năm ai với lại hai câu vọng cổ. Rồi, rồi đây sông Lan đâu rồi cả. À, chú phải cần có cái sông Lan ở đây. À, phải cần cái sông Lan. Dạ. À, chú Lượm sẽ đàn tặng cho cả nhà mình nghe một lớp năm ai và hai câu vọng cổ. Bây giờ mới đang dạo nha chú ha, đang dạo đợi sông Lan. Đây là cái sông Lan. À. Rồi chú bắt đầu nha chú nha. À, giờ ha, bắt dạ, đầu ha. Dạ. Thank you.
Rồi con cảm ơn chú Lượm nhiều nha. Dạ con cảm ơn chú Lượm rất nhiều.